Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. iTel Mobile là thương hiệu điện thoại giá rẻ thuộc tập đoàn đa quốc gia Transsion Holding, trụ sở chính tại Hồng Kông, Trung Quốc. Với thâm niên hơn 10 năm trên thị trường, iTel định hướng sản phẩm và phân khúc giá rẻ, bình dân. Và đây là hộp của chiếc điện thoại iTel S11 Plus. Vỏ hộp được thiết kế với hai màu chủ đạo là đen và đỏ, và mặt sau là một số thông số của máy. Và bây giờ chúng ta cùng mở hộp nha. Bên trong hộp tất nhiên chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại iTel S11 Plus. Đi kèm với máy chúng ta có một ốp lưng, củ sạc, cáp sạc micro USB và cuối cùng là một tai nghe. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Về thiết kế, Hiếu dành lời khen cho mặt lưng và có một chút xíu không thích về màn hình của máy. Mặt lưng của máy được thiết kế khá là bắt mắt. Phiên bản Hiếu đang có ở đây là phiên bản màu rose gold. Tấm lưng được làm bằng nhựa phun giả kim khá là đẹp mắt. Các góc được bo cong mềm mại cho cảm giác cầm nắm thoải mái khi sử dụng. Trên đây là camera sau với độ phân giải 5 megapixel cùng đèn flash, phía dưới là một dải loa. Màn hình của máy có kích thước 5 inch, độ phân giải là 480x854 pixel. Vì sao ban đầu Hiếu nói là không thích phần thiết kế màn hình của máy cho lắm? Thứ nhất, viền màn hình của máy khá là dày, chiếm nhiều diện tích hiển thị. Thiết kế của camera trước trông khá to và máy cũng không được hỗ trợ lớp kính cong nên cảm giác nhìn và vuốt chạm không được thoải mái cho lắm. Nhưng may mắn là máy vẫn được trang bị tấm nền IPS cho góc nhìn rộng, trải nghiệm xem phim cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Cạnh phải là nơi bố trí nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Bên trên chúng ta có một set cắm tai nghe 3.5, phía dưới là một cổng sạc micro USB, mic thoại và bên góc là một khe để chúng ta có thể tháo nắp lưng. Điểm nhấn của iTel S11 Plus chính là camera trước với độ phân giải 5 megapixel, có đèn flash đỡ sáng. Camera này cũng được tích hợp sẵn chế độ làm đẹp, selfie ngược sáng, mang đến cho bạn những bức ảnh selfie ảo diệu. Camera sau của máy cũng có cùng độ phân giải là 5 megapixel và cũng có hỗ trợ chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp. Về cấu hình, máy sở hữu cho mình con chip MediaTek MT6580M 4x32 bit, RAM 2GB, bộ nhớ trong 8GB và có thể mở rộng bằng thẻ nhớ ngoài. Với viên pin dung lượng 2400mAh thì iTel S11 Plus hoàn toàn có thể đáp ứng cho bạn nhu cầu sử dụng trong khoảng 1 ngày làm việc. Ngoài ra, máy cũng được trang bị chế độ tiết kiệm pin, giúp bạn có thể kéo dài thời gian sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp. Tóm lại, iTel S11 Plus là chiếc smartphone giá rẻ, có cấu hình đủ cho những người dùng là học sinh, sinh viên hay những người có thu nhập thấp có thể trải nghiệm các tính năng của một chiếc điện thoại thông minh. Hiện tại, giá bán của iTel S11 Plus trên thị trường là 1.790.000 đồng. Bạn có thích chiếc điện thoại này không? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên like và subscribe FPT Shop nha. Xin chào và hẹn gặp lại.